Cái búa không? Ở đường kia mà anh dành hết rồi. Anh nào dành? Mấy anh chọn nhận mấy anh kia đó. Tại vì em người ta đi dọ bón búa ở đầu cổng thôi kìa mà. Chị vô đứng đi con. Vô đứng đi. Quay mặt ra ba. Đi qua đây. Em đi qua đây với chị. Qua đây con. Hey, có gì nữa không? Hãy vọng ê chú chú Thank you.
Tới trước vòng đi. Đăng cái gì không? Chó chứ là đây. Cái ai nè? Em ngồi bên đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.